Đây là anh Kiếm đúng không? Yeah. Gọi Hằng à, gọi hình như cũng nhiều lần đó. Yeah. Đúng không? Ok rồi, bây giờ anh Kiếm nè, thật ra đó thì Hằng có nghe tên anh Kiếm cũng đã nhiều lần rồi, nhưng mà thì anyway Hằng không có gặp, Hằng không có biết. Nhưng mà thật sự thì Hằng cách đây khoảng chừng 2-3 tuần trước rồi, anh Kiếm cứ gọi Hằng nhiều lần lắm. Mà khi nghe tới tên anh Kiếm á, thì Hằng nói là Hằng đã từng nghe anh Kiếm có được chị Linh giúp rồi, sao giờ Kiếm Hằng làm gì? Thì lúc đó Hằng cũng có đi tới hẹn ảnh để chạy ra gặp ảnh. Ảnh muốn Kiếm Hằng để nhờ giúp đỡ cái gì đó. Thì cái lần đó Hằng đi ra mà không có gặp rồi thôi. Nhưng hôm nay là Hằng đi tìm Quân, tại vì Quân á là nó cũng cần giúp đỡ, nhưng khi Hằng đã tìm được việc cho nó mà mấy ngày nay là cái phone của nó Hằng gọi không được, cho nên Hằng biết nó ở cái khu này, Hằng chạy ra coi có thấy nó hay không, tại vì cũng có việc làm cho nó. Thì không có gặp mà gặp anh Kiếm thì Hằng mới nói ok. Thật cái Hằng chưa bao giờ biết mặt anh Kiếm luôn, nhưng mà Hằng kêu ổng lại, Hằng hỏi thằng Quân thì lòi ra mấy tên, ổng là tên Kiếm, mà ổng là tên Kiếm mà ổng từng gọi Hằng tới 3-4 lần rồi mà Hằng chưa có gặp mặt ổng. Thì hôm nay Hằng sẵn đây là anh Kiếm muốn cần gặp Hằng để giúp đỡ những cái gì. Thì sau đây Hằng sẽ interview anh Kiếm nha. Ok, khoan, chờ chút đi. Rồi bây giờ anh Kiếm, Hằng hỏi nè, anh nghe, Hằng nghe tên anh Kiếm cách đây cũng cả năm trước rồi, nhưng mà Hằng chưa bao giờ gặp mặt anh. Hôm nay là lần đầu tiên mới biết anh là anh Kiếm. Hồi nãy kêu chứ kêu hỏi thằng Quân chứ còn không biết anh tên Kiếm. Khi hỏi tên gì thì anh nói tên Kiếm. Thì ra ông Kiếm đã từng gọi Hằng ba tuần trước hay là một tháng trước đúng không? Gọi mấy lần, gọi nhiều lần lắm á. No, I call you next year chứ không phải là bây giờ. Gọi next year. Dạ, gọi rồi tầm mấy lần nhưng mà không bao giờ gặp hết trơn, lần đầu tiên gặp luôn á, hiểu không? Gọi hoài nhưng mà không có, Hằng không có. Đúng, gặp. Gọi 2-3 lần rồi chứ không gọi hoài. Nhưng mà hôm cách đây một tháng trước là gọi 2 lần rồi. Một tháng trước nhá. Cho là như vậy đi. Đơn giản như vậy đi ha. Còn next year hồi giờ năm trước Hằng không có biết, tại lúc đó Hằng không có biết số của anh. Ok. Rồi, bây giờ đại khái là Hằng hỏi vậy trong cái năm vừa rồi mà lúc trước khi anh Kiếm Hằng đó thì có được người giúp đỡ, nghe nói là anh đi qua một tiểu bang khác anh làm. Ok, look. Hồi đó đi qua bên kia làm là đi về tiểu bang North Carolina á. Thì làm gà chứ cho có cái cô đó. Thì công việc làm á thì nó chưa có quen lắm. Thì cô chửi mình, mình chửi nó thôi, cô nghĩ cô không làm nữa, đi về. Phải không? Sao chửi? Thì người ta nói, nhiều khi lời nói người ta nói không có lựa lời mà nói. Nói mà nói cái kiểu mà nói nặng là đó. Nói nặng lời quá mà mình không thích. Cái tính mình đó là mình từ nhỏ tới lớn mà ai mà nói nặng mình là mình không thích. Mình chửi liền á, tại vì sao? Từ nhỏ tới lớn là mình thiếu cái tình thương. Mình... Ủa, bây giờ vậy hỏi chút xíu về gia đình. Thiếu tình thương là, thí dụ anh đi qua Mỹ đi bằng... Đi với ba. Đi với ba? Rồi ba đâu? Ba chết rồi. Một mình anh đi với ba thôi. Rồi ba với vợ trước của ông có mấy người con nữa, rồi đi chung. Rồi xong rồi qua đây bao nhiêu năm mà ba chết? Qua đây rồi đi ra đường mà bạn đi chơi với bạn bè thì không có, nhiều khi không có đúng bạn á, chưa biết không? Mấy hư. Mà okay. Đi vượt biên hả? Đi HO. Đi HO, vậy đi HO cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 92. 92, 2002, 2012 hả? Cũng 30 năm rồi ha? Yeah, something like that. Yeah, 30 năm rồi, rồi qua lúc đó là nhiêu tuổi? Qua đây ở Việt Nam không có đi học, qua đây chơi gần như là I remember là 1921 something, là 19 tuổi hay là vậy. Đâu có đi học high school hả? Hay không học high school, rồi đi ra đường đi chơi, rồi chơi bạn bè, rồi dính vô đường hút sách, rồi bằng cùng thì sinh đầu tật, tính ra những nhiều cái tính xấu, rồi mới đi tù, rồi đi ăn cắp vặt. Đi ăn cắp vặt, đi vô lại đi ăn cắp vặt, đi vô mấy cái chợ đó rồi ăn cắp vậy có mới có tiền hút. Rồi thì dính vô ra hút, rồi bỏ một thời gian làm lại thì ở nhà nào ai cũng thích, thật sự là cái tính của mình ở nhà nào người ta cũng thích cái tính tình của mình, là rất là sạch gọn gàng đâu đó. Thứ hai nữa là mấy bà cô mình nuôi mình á, ra đường cũng sống cũng đói thì cũng xin ăn, chứ con đừng bao giờ lấy cái giờ gì đi ăn của ta hết. Đúng rồi. Rồi đi về mình làm rồi cái ngủ cây xăng 76 á thì gặp Linh. Linh nói ê, Du có đi trồng cần không? Ok.
đi Đồng Cần người ta nói là ok làm lại xong. Ở đây hồi vào đó lúc đó tháng mấy năm rồi chắc Linh không biết, Linh biết mà Linh biết là Linh gửi về đó đi làm là đi làm về đúng là 7 tháng trời. Nhưng mà thật sự về đó, người ta cũng phải trả cho mình một số tiền đúng không? 7 tháng trời mình làm đồ 7 tháng trời. Xong rồi 7 tháng trời rồi đó rồi mình người ta đi về người ta cho mình chỉ có 200 đồng thôi. Một cái vé máy bay. Ok bây giờ hỏi nè. À, anh đi làm trồng cần là coi như là cái những người ta trồng hợp pháp đấy ha. À, là trong... có trang trại, có hợp pháp, có đăng ký đấy ha. Yeah. Là những cái tiểu bang trồng cần đấy ha. Là Oklahoma. Ở Oklahoma. Yeah. Ok, như vậy thì đi qua bển là người ta lo cho mình chỗ ăn chỗ ở. À, người ta nói trước đầu tiên rồi bà. Tiền người ta có nói tiền lương tháng nhiêu không? Rồi người ta nói là mấy chục ngàn đó, người ta mình mà làm xong rồi người ta mới trả giấy tờ. Mấy chục ngàn là sao? Là giống như làm xong là như là đồ là một cái chớp cho mấy tháng. À, mấy tháng vậy đó là người ta nửa mình nửa 46 đó. Ồ, chồng là để ăn chia. Dạ. Yeah. Thì rồi thí dụ như chồng trong vòng mấy tháng là có thu hoạch chưa mà anh đi về? Thu hoạch hết rồi mới đi về. Vậy thu hoạch hết rồi có tiền không? Được, người ta nói là chưa bán được. Mà xe khi mà chở đi trên quay hâu á, người ta nói bây giờ người ta bán không được, người ta đi chờ làm kẹo rồi người ta trả cho mình. Rồi cách đây một tháng, hai ba tháng á, rồi người nói người ta kiếm mình người ta qua làm lại. Mình nói bây giờ mình cũng ở đây không có nhà cửa, mình thôi mình cũng làm. Mình lúc là Linh đuổi Linh lên mình lên dọn ra ngoài, mình ra ngoài mình là mình ở á. Linh giúp cho mình đó là mình đi về là mình giúp cho mình đó là mình có công ăn việc làm. Về đây mình đi làm, mình đi làm đàng hoàng, mình đi cắt cỏ đi làm được, cũng mua một chiếc xe, mua một chiếc xe Audi mình chạy. Ờ có xe. Mình mua xe mình tự mình làm luôn mà. Ờ cái lúc nè tiền đem chồng cần có về mua xe hay là sao? Nè bây giờ hỏi từ phải trả lời từ từ bên cái tiểu bang anh đi trồng cần anh đi về là anh không có được đồng bạc nào có chỉ có 200 thôi rồi người ta mua vé bay cho với về được 200. Yeah. Tại sao người ta không cho tiền? Mình đâu có biết, người ta nói bán đồ chưa được, bán đồ chưa được. Như vậy người ta có hứa chừng nào bán được người ta cho không? Người ta hứa nhưng mà người ta cả năm rồi người ta đâu có trả đâu. Rồi làm được mấy tháng ở đó? 7 tháng mà về không có ăn đồng nào. Được có 200, có được 200 đô. Yeah, với một cái vé máy bay. Sure? Yeah, mua vé máy bay cho anh về. Yeah. Và trả cho anh 200 đô thôi. Ơi. Rồi đã xích vậy thôi. Nhưng mà ông không trả, em của ông trả. Em không trả. Nhưng mà thí dụ đâu có biết ở bên đó anh có làm lòng lõi gì nữa. Trời ơi, xuống làm My là làm giỏi nhất trong đó. Giỏi nhất trong đây hả? Yeah. Bây giờ đang đây là ông chủ chồng cần ông nghe được. Nghe ông gọi đâu có sao đâu. Ông gọi hàng sẽ biết. Ông gọi thì nói chuyện nên mới đi. Sau rồi mình nói là mình qua lại rồi ông nói là ông đưa cho mình 500 để mình qua lại. Mình nói là mất giấy tờ mình qua lại. Ok bây giờ mình qua lại, lỡ mình làm 7 tháng nữa trời. Rồi về người ta có đưa rồi bây giờ em làm bên đó 7 tháng, bây giờ em qua lại đúng không? Em làm. Ông chủ đó là anh Dũng. Anh Dũng không biết. Mình nói cho nghe nè, nếu mà đi về mình nói giọng rõ ràng á, vậy đi về bên kia á mà làm nếu mà không được mất 7 tháng mà không được như vậy thì anh tính sao? Hay là anh đưa cho em chút đỉnh không? Anh đưa cho em mấy ngàn ông được sao mà tin người ta được, đã làm một lần 7 tháng trời không có tiền rồi đi về có 200 đồng. Mà trong khi á ông không có đưa cho mình. Bây giờ mình lấy giọng rồi vừa rồi mình lấy giọng là 500 đồng với 100 làm giấy tờ, nhưng mà rốt cuộc á bây giờ mình nghĩ mà ông mua một cái vé máy bay nữa là bao nhiêu tiền? Ông làm ăn ông nói 1 triệu 1 tỷ. Đúng không? Mà trong khi thằng không lấy qua đi làm chết mẹ luôn. Làm đủ làm từ sáng tới chiều, làm là không bao nhiêu nhưng mà làm công việc là rất là được. Bây giờ hỏi là trong cái lúc làm đó vậy mỗi tháng vậy anh có ứng tiền không? No. Thiệt luôn hả? Shit, got nothing. Thiệt luôn á. Yeah. Là coi như là từ khi anh qua đó làm tới 7 tháng. Trời ơi, chỉ được ăn được ngủ, được ở phi. Được ở phi thôi. That's it. Mình nói cho nghe, nhiều khi mình mắc cỡ, nhiều khi mấy đứa bên kia đó nó cho thuốc mình hút, mình phải xin thuốc cho nó hút, you biết không? Rồi đi ăn tụi nó trả tiền mình cũng ngại lắm, mình chịu kiếm mình thấy mình không thích vậy, tại vì mình không cái đó là xua 100% không? Trời ơi trời luôn, thiệt tình nữa, mới nói mình nói thật sự là như vậy luôn. Con người của mình không thích nó láo, không thích nó xạo với ai hết. Anh nói đây, đôi khi chị Linh chỉ coi chị cũng hiểu đó nha. Nói xong là coi như chị cũng hiểu là nếu thiệt á, thì thiệt hay không thiệt chị sẽ gọi cho Hằng. Để gọi là đi. Nói có thiệt hay không? Thật sự bây giờ Hằng chỉ muốn mới xua lại. Anh đi qua đó trồng cần 7 tháng cho người ta. Uh-huh. Anh đi về chỉ được cái vé máy bay mua cho về 200 linh biết mà. Dạ được 200 đô. Còn ngoài ra là một cái bạc cũng không có. Trong lúc ở bển chỉ cho lo cho ăn cho ngủ thôi. Rồi đi làm. Rồi, ngoài ra tới về đây đã xích 7 tháng không có đồng. Không có đồng. Có được 200 đô. Không biết một cái vé máy bay. Chứ sau này người ta mua vé máy bay, người ta mua vé máy bay ha. Rồi người ta nói mua vé máy bay qua rồi qua lại mình nói mình đâu có thể người ta để người ta làm như mình một lần nữa. Không lẽ giờ mình qua bên kia mình làm 7 8 tháng rồi nó là đồ không bán không được. Mình đâu biết người ta là như thế nào đâu. Mà mình sao mình tin người ta bây được. Bây giờ anh còn số phone của cái người đó không? Cái phone kia mình mất rồi. Thành ra không có nhớ. Không có nhớ. Nếu mà còn anh đòi chứ, anh điện anh trời đòi. Ơi, là trời rồi ok rồi bắt đầu hỏi từ cái câu chuyện bắt đầu về lại đây. Mình đi làm. Rồi khi đi về đây, tại vì có chị Linh là... đưa qua bên đó đi trồng cần, cho nên khi trở về thì chị Linh mới ở nhà chị Linh. Phải ở không? Nhà chị Linh, ok. À. Chị Linh ở chị Linh giúp là mình đi làm, ok.
mình đi làm mình tự biên tự diễn luôn, mình đi làm mình mua xe của đi làm đinh là thấy tự mình. Tự kiếm mối để đi làm, tự mình đi làm luôn, tự biên tự diễn luôn, đi làm luôn. Thằng chủ nó rước mình thì nó thấy mình siêng mình giỏi, cắt cỏ đi làm cái đồ ở đó. Nhà Linh cũng thích đó, Linh biết cái tính của mình mà. Mình thứ nhất là con người mình ngang nóc, đàn ông nhưng mà ngang nóc, dù hiểu không? Đó là đại khái như vậy đó. Linh nó giúp cho mình, nó vui không? Sao ông ông nó mới nói cho nghe là ông mua cái giấy máy bay, sau này ông mua giấy máy bay vậy? Ông kêu là mình qua nữa, mình cuối cùng đâu có đi. Tại sao phải đi? Đi qua bên đâu được 8-7 tháng trời, người ta không có tiền là mình làm cuối cùng là biết đâu, đi qua để người ta trả thì trời ơi, trời ở đây ông đi ông mất cả dám sao trời. Ở đây trong khi có 700 bạc không đi về, chú nghĩ làm ăn người ta nói 1 triệu 1 tỷ mà có đi về con người ta ít nhất phải đưa 5-6 ngàn, nói ra không ai tin, chú biết không? Nói ra không ai tin hết. Ok, mà cái đó tôi cũng không tin, mà tôi chưa biết, tôi mới nghe 1 triệu. Thì cái này nếu cái phim này lên nói thì dũng, có người bây giờ vô tới hỏi Linh có biết không kìa. Vậy hả? Giờ tôi hỏi Linh đi. Thiệt luôn hả? Chơi sự thật là gì vậy em? Nếu mà mình nói với Du mà không có như vậy, Du đừng bây giờ gặp mình cũng không cần Du giúp nữa đó. Phải không? Tại vì mình nó từ nhỏ tới lớn mình đó, Du biết không, mà mình muốn làm là mình tự biên tự diễn, mình không ai giúp mình hết trơn, không ai. Không ai, mình cái tính mình cũng không cần ai giúp mình nữa, không giúp. Mình bùng bùng đã, mình thích mình được ok, mình xui ngã được, chẳng hạn như mình đừng có đổ thừa những cái chuyện đó. Chứ thay là mình mê chơi, muốn ngồi một người một hoàn cảnh. Mình nhưng mà mình không ăn cắp ăn trộm gì của ai hết. Mình ngửa tay mình xin, người nào cho không cho thôi. Còn mình làm gì chỉ kiểu của mình. Mình không có, người ta có chê ba chuyện của người ta chê ba, người ta giúp mình được gì không? Đó. Còn người nào giúp cho mình, người ta khuyên mình là mình, người ta cho những lời nói rồi mình cảm ơn. Tại vì mình cuộc đời của mình á là mình chỉ nói cho lớn, mình chỉ cần cái gì, cần cái sự thành trương sự thật. Rồi coi như là giờ nè, ba là mất rồi, vậy có anh em gì đây không? No, cùng cha khác mẹ ở đây. Cùng cha khác mẹ, chứ còn nếu mà ruột là không có ai hết. Bây giờ là một mình thôi. Rồi nhưng mà tụi nó mẹ còn ở Việt Nam. Mẹ Việt Nam. Còn già hả? Hả? Mẹ già hả? Dạ, yeah, mẹ già. Rồi bao nhiêu năm mày không có về Việt Nam? Đâu có về đâu. Hồi xưa giờ không về luôn. Không. Thì qua đây hồi nhỏ tới 19 20 tuổi mà ở bển không có đi học được lớp nào luôn. Có gia đình có cho đi học, nhưng mà như thứ nhân là hồi đó mình cứ nghĩ là mà có ông anh cả ở nhà đó, với vợ chị cả đó, hồi đó mấy người mình sợ mấy người đó lắm. Cái thiện cho học thì ok, học được học cũng đọc thôi, chứ không phải là học mà để mình dìu dắt. Cứ như có biết được chữ không? Có đúng học, không biết được chữ luôn. Không biết chữ, nhưng mà mình nói chuyện thì người ta nói, chờ người ta không tin. Chú hiểu mới nói không? Tại sao từ nhỏ tới lớn những người mình chơi, những người lớn tuổi á, những người học thức á, người ta mình nghe những cái gì hay á, mình bỏ vô trong đầu để mình cư xử đối xử với mình ra đường á, cỡ nào mình cũng giao tiếp được hết đó. Rồi ok, hỏi tiếp. Rồi sau đó về nhà chị Linh ở là đi làm, tự mình đi làm. Có tiền mua được cái xe. Tự đi làm cắt cỏ, có tiền mua được cái xe. Lãi xe nhiêu tiền? Cũng 1-2 ngàn. 4.500. Wow, 4.500 là anh đi làm được có tiền á. Mua chiếc xe Audi á. Rồi giờ xe đó đâu rồi? Xe đó mình bán rồi. Rồi mình mua lại, sau rồi mình làm mình mua lại chiếc xe khác nữa. Ừ. Ủa, tại sao bán làm chi vậy? Thì tới hồi rồi. Tới hồi bán. Bây giờ nếu mà tới hồi bán. Không phải là vì mình mê hút. Mình nói vui nghe nè. Lúc mà mình bán chiếc xe đó. Là chẳng hạn như mà mình bán chiếc xe mà mình hút là nó khác. Mình mê hút là mình bán là hút là mình chưa. Tới nhà lên mình không có hút sách gì chứ. Coi như là mình. Mình chỉ có là đi party, mình chơi. Mình thích vui vẻ là mình thích. Con người của mình là thích giao tiếp vui vẻ. Mà khi về nhà ở đi làm là không có hút. Không hút sách gì hết chứ. Mà cứ đi ra đường mới hút sách. Không phải ra đường hút sách. Trời ơi, thì, nghe. Ê, hút sách là anh biết có nghĩa gì không? Hút xong rồi không có tiền thì sách. Sách mình rồi không sách. Là anh chọn mà không mình, có sách. Mình tới tại bởi vì mình đang sống ngoài đường là mình xin không à? Mình hút sách. Thôi, không có sách. Không có sách. Mình xin. Vô nói chuyện. Tôi chơi hẳn hẳn rồi. Bao nhiêu tuổi đi? Hả? Hả? Dạ rồi. Gì? 60 tuổi rồi. 60 tuổi, chú nhỏ không mi mà. Thì đó, tôi 60 tuổi rồi. 60 tuổi mà chú đẹp, chú tốt tình gì đó, chú chắc cũng có chồng rồi phải không? Tin không? Tin 60 tuổi không? Châu tin được, chú nhỏ hơn mình nhiều. Mình già hơn chú, mình với chú xứng á. Bây giờ nói giỡn chơi với anh Kiếm nè. Cái này nãy giờ anh kể thiệt cái chuyện ở trời bên ơi, đó. Sao chú không tin mình vậy? Chú không tin sao dám quay lên đây? Wow. Của người của mình coi xong mới nói vậy, mới không có khen. Người ta nói là ôi người ta nhìn ngó gì mình chuyện á, mình nói là mình không lấy là không lấy, nhiều người ta không lấy, người ta không chịu không lấy. Ok, gọi hiểu nói không? Ok, biết người ta không mà. Thực tế mình là thực tế, mình là người Đà Nẵng là thực tế, chứ hiểu không? Khi mà gặp hằng đương nhiên mấy anh homeless, sao nó không homeless được? Nhưng mà tại vì gặp hằng là đương nhiên nhờ để đấy là ok, gặp như là gặp như là nó nói chuyện khác, nhưng mà gặp những người khác thì nói chuyện khác. Giang hạn như bây giờ mình ngồi đi chợ này nè, ông kia móc ra cho mình 400 đồng. Ok, 400 đồng là biết anh không mà cho 400. Mình nói ê
hai anh sao anh khỏe không? Cái cách mình nói chuyện ai cũng thích. Ê sao anh khỏe? Em có nhớ anh á. Ủa nhớ anh gặp em đâu? Hồi xưa em làm điểm hiệp phát á, em deliver nhà hàng nào em biết mà không biết chữ nha. Nhà hàng nào nói cũng biết chứ, người ta chỉ mà chỉ kiểu này kiểu Việt Nam á. Chỉ ngõ tư này ngõ tư kia mà đi từ đây tới phi vừa quanh luôn đó. Tại vì mình nhanh trí chứ biết không? Rồi bây giờ anh vậy á thì... mình buồn mình thua cái lại cuộc đời mình. Không có thua ai, bảo đảm mình mà làm lại cuộc đời là mình cũng thì ví dụ mình không có thua ai nhưng mà mình thua cái là thua biết chữ. Rồi sao rốt cuộc đi sao đi khỏi nhà chị Linh chi vậy không ở đó? Thì Linh mới nói là bây giờ mẹ Linh về đây. Anh Nghĩa ngủ phòng khách thì mình phải đi ra ngoài, mà ra ngoài mình thấy ủa sao kỳ vậy? Rồi ông Nghĩa ông ghen mình với bà Linh. Chờ ông kêu ta chém chết mẹ luôn kêu em hiểu không? Chứ có quan trọng gì? Đừng có nói chuyện ông Nghĩa nữa. Không nhưng mà nói đúng là như vậy. Okay, đúng sự thật là vậy. Câu chuyện là như vậy. Mình ra đường mình rồi ra đường mình còn mình đi làm lại cũng còn một chiếc xe. Ra nhà Linh là mình đi làm lại chiếc xe có chiếc xe liền. Ra là mình kiếm mình. Cái lúc mà đi ra khỏi nhà chị Linh là đi làm. Rồi kiếm lại được cái xe. Ra nhà Linh là mình chưa ra nhà Linh là mình đi làm mình ở đi lên là mình mua được chiếc xe Audi. Ok 4.500. Mình ra nhà Linh là đi tay không. Trắng tay. Ok. Là coi như xách cái gói đi homeless lại đó. Homeless lại xong rồi mình mới đầu đi kiếm việc làm lại. Mình không có thể như vậy được, mình kiếm việc làm lại dữ biết không? Mình làm body shop. Body shop rồi mình mua chiếc xe nó 1.500. Mua chiếc xe bự lắm. Tám mấy mình mua đi 1.500. Rồi mình lâu bao rồi mình ít nhất cũng có chiếc xe ngủ cũng đỡ hơn đi. Đúng là như vậy. Rồi buồn quá mình không mi buồn quá dữ biết không? Mình chơi. Mình hút lại. Mình hút xì ke lại. Cái mình hút lại mình hút trắng trợn luôn, mình không khé. Tại vì sao mình hút sách? Người ta nói hút sách ở Mỹ là hai cái mà người ta rất là sợ, thứ nhất là hút xì ke, thứ hai là cờ bạc. Đúng. Thì đó nó hiểu không? Nhưng mà mình chưa đến nỗi như vậy. Có cô nhỏ bạn nó làm chỗ tiệm nước này nè, kêu ca ơi thấy du mi buồn quá, mi tiếc cho du quá à. Đi làm lại đi. Nói gì du đẹp trai mà rồi mới đâu có đẹp trai đâu, đẹp mới đâu bây có giờ đẹp trai hay đẹp không, trai đẹp trai nhưng mà bây giờ thì mình nhưng không mà... lấy này bây giờ mi đố bụng quá du cho mi mấy đồng mất móc lại cho mi 50 đồng. Bây giờ du đi làm du đứng dậy bình thường, du mướn phòng ở là du cũng giống người bình thường ta. Em nói mồ em nói mồ, em nói là trẻ, em nói khú hiểu không, mình đâu có phải bây giờ nè thôi mấy anyway. Du nói chuyện với Linh đi, câu chuyện là sự thật là như vậy. Du đã gọi Hằng á là cách đây 3-4 tuần hay là 1 tháng gì đó. Thì chủ yếu là gọi để làm gì? Muốn kiếm việc làm, kiếm chỗ ở hay là gọi Hằng để làm gì? Gọi là việc làm, kiếm việc làm chỗ ở thôi. Chứ mình đâu có thể như vậy hoài. Đâu có là trẹt anyway. Cuộc đời của mình, Du biết sao qua Mỹ mà sống như vậy á. Cái cuộc đời của mình như sống như vậy. Biết bao nhiêu người ta qua Mỹ thì người ta thành công. Mà mình qua Mỹ về qua uổng không? Bây giờ nè, vậy thí dụ kiếm phòng ở rồi Du đi làm concession ha. Làm gì người được ta hết. Lại rước tới nhà rước giờ từ từ cũng bắt đầu Du mới kiếm xe Du tự chạy đi làm biết mà ví dụ Du làm có tiền, Du đã từng đi làm có tiền Du mua được chiếc xe 4.000 thì có nghĩa là bây giờ nếu mướn phòng lại và kiếm việc con chó sành đi làm bước đầu người ta tới chỗ người ta rước xong rồi từ từ khi mình có lương á mình lấy đủ mua cái xe thì mình mua xe và mình tự chạy đi làm và mình có quan trọng là mình có chịu làm và chịu thôi thay đúng đổi rồi không? Đúng rồi đó, quan trọng là vậy. Bây giờ nếu thật sự anh gọi Hằng là anh biết rồi đó, gọi Hằng kiếm việc làm thì đương nhiên là anh phải theo chương trình của Hằng đi làm có chỗ ở đàng hoàng cùng nhóm các anh em, nhiều người cũng hiện tại giống như anh mà bây giờ người ta đã có việc làm có chỗ ở, quan trọng là người ta có chịu làm hay không, người ta bỏ cái đó không đó là quan trọng. Với mình đó là mình cần cái đó chứ hiểu không chứ ngoài mình là lạnh lẽo lắm. Bây giờ mình có anh em ruột thịt mới cũng đối giúp mình một phần nào thôi. Đúng mình rồi, phải đâu có ai nuôi anh mỗi ngày, mình chỉ giúp cho mình thôi. Mình phải giúp cho mình phải thương mình cho phải mình đứng trước. Lên mình phải thương mình trước ha. Chứ còn mình ra đường mình chơi mình sống người ta dòm mình cũng khe, mình không khe tại sao mình không có ăn chóc gì ai, mình chỉ xin thôi, cho thì cho không cho thôi, người mình có không có gì mà xấu hổ chứ nó. Tại vì mình đâu có ăn cắp con chợ người ta vô chùa này như vậy nè. Ông cũng cho mình cho tiền cho đồ ăn, mình vô mình cho ăn mình cũng xin người ta đó, ông đó đó ông hay cho tiền mình lắm. Bữa tối ông ngủ mặc dù đâu? Cho người ta cho đã hỏi chú đó cái gặp Quân không, chú đó là ông biết đâu hả? ông sợ bằng này đúng không? Ông sợ mấy người này lắm hèn chi, ông thấy ông bỏ số vàng kìa. Ông thấy mình thì ok, ông kiếm áo lạnh cho mình nè, ông cho tiền mình nè, ông tốt lắm. Tại ông thấy mình là mình cách nói chuyện của mình là mình thật tình, mình xin mình không có kiểu là có sau người ta mình nói vậy đi. Ông mua áo lạnh rồi cho mình nữa đó. Hiểu không? Thôi cảm ơn you anyway. Rồi bây giờ nè, nếu như vậy á là anh muốn kiếm việc làm kiếm chỗ đúng không? Vậy thì giờ Hằng kiếm việc concession ha. Anh đi làm ha. Rồi người ta rước anh làm.
Ở chỗ nào người ta rước anh làm? Dạ. Yeah. Bây giờ hiện tại ngủ ở đâu rồi trời? Mình ngủ cái thùng rác bên kia. Thùng rác ở chỗ nào? Chỗ nước chảy Thanh Hương, đó. Sao mấy cha cái chỗ đó nó ấm hả? Không phải. Tại có mấy người kia cũng núp ở sau chảy sau thùng rác đó ngủ. Mình ngủ đó chứ, mình ngủ không ai cho hết. Nhưng mà cái chỗ đó Thanh Hương thì mình ngủ buổi sáng vậy á, mình đi ốp dọn dẹp sạch sẽ. Còn nhiều người ở bên này người ta không cho sâu. Đó, thậm chí mình xin nói cho nghe, tụi nó ở nhiều khi nó đái đá ỉa đó luôn, còn mình không có gì. Đúng rồi, thôi thúi người ta không có cho. Còn mình đâu cho rồi bây giờ anh nghe nói nè, anh biết không? Hằng cũng mới giúp một anh, không biết anh Thành nè, anh biết không? Anh Thành đi suối hả? Đi Ca Thi hả? Không phải anh Thành, Ca Thi khác. Anh Thành này khác, cũng sống ở ngoài đường, cũng hút đi mấy chục năm vậy. Bây giờ đi mới làm rồi. Yeah. Anh giúp vô nhà đi làm rồi, tại sao? Anh cũng cái tướng tá y chang giống cỡ ảnh vậy thì đi làm giống ảnh, vô phòng ở. Nhưng mà anh phải ngưng ngay từ khi anh chấp nhận hứa với biết anh mà. Anh ngưng đi. Còn yeah, nếu mà bây giờ anh ở ngoài này anh càng chơi thì nó cũng càng giống như vậy thôi. Đúng rồi, nó cũng xem xét. Đúng rồi, yeah. Thành ra thôi mình cố gắng, mình ngưng đi, rồi Hằng kiếm cái chỗ ở cho, rồi kiếm okay, việc làm lại cho ha. Yeah. Nếu anh chịu là được hết. Nếu anh chịu. Mình biết mà. Hiểu không? Mình giúp ai mình chứ không vậy? Ai giúp mình hết. Mình giúp, đó đúng rồi, anh biết mình giúp mình biết, là vậy biết rồi. Xong. Ừ. Người ta giúp cho mình là người ta đi đưa lên đầu giống như mình nuôi một đứa con vậy đấy. Ừ. Thì nuôi là một đứa con thì nó khi nó đứng rồi đó, ừ, thì bước đi rồi là tự nó phải biết làm. Đúng rồi. Chứ không phải là bây giờ nó mình phải nuôi cho nó suốt đời đâu đâu có. Đâu có. Thì mình nói mình nắm dắt cho nó biết đi, biết thì đứng. Bây giờ mình đang té. Bây giờ mình đang té thì Du đỡ mình dậy thôi. Kéo anh đứng dậy và dắt anh đi từ từ. Nó không cần dắt từ từ nữa, mình biết dắt, mình biết đi. Ok. Nếu anh biết đứng dậy được. Mình tự đi là quá té này, Du biết không? Và Du tốt thì Du giúp mình ôm đỡ mình vẫn đứng dậy thôi. Chỉ cần đỡ mình vẫn dậy là I'm okay. I can do anything, you know me. Yeah. Tại vì sao chú biết không, Việt Nam mình cũng đi học, không có học hành mới dốt lắm, có sao mới nói vậy, mới biết mất cỡ đâu. Bao nhiêu tuổi rồi? Vô bao nhiêu tuổi? Thôi bây giờ hỏi chú. Thôi vô sinh năm mấy rồi? 73. Ồ vậy đó hả? Dạ. Vô vô cũng còn trẻ mà. Em thôi đấy, 52 something. Đấy, 52. Đâu 52, có 73, đâu có 52. 52, 51 đó. Tuổi con trâu á. 50. 50. 50, nếu tính là tuổi Mỹ chắc 50 rồi. Rồi bây giờ thôi nè, nếu như vậy đó là Hằng sẽ coi, Hằng gọi cái chỗ concession á, nếu người ta chịu nhận anh thì đi kiếm cho anh cái chỗ ở, okay, kiếm cho anh cái phòng ở, là bắt đầu vô phòng ở anh sẽ biết làm cái gì rồi ha. Yeah. Hằng không có nói nhiều, nếu các anh chịu đứng lên thôi, anh sẽ có tất cả. Mình ngắn gọn, đơn giản, ai cũng có một cơ hội hết. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh cũng người nhiều cơ hội, nhưng mà có cơ hội, một quan trọng cơ hội mình giữ được hay không thôi. À. Về bên kia chú biết phải làm bên kia 7 tháng trời, trồng cần 7 tháng trời, không có mẹ vậy. Người ta làm chủ, người ta nói 1.100.000, về đây con người ta làm chiếc mẹ luôn, về đây có 200 đồng, mới trả cho Linh 100 nha, mới còn thiếu Linh, trả cho Linh 100, nhưng mà. Dạ anh nói y đây coi bà Linh, chị Linh bà gọi Hằng coi nói coi giống không ha. Y chang luôn á, không có sai, không sai chút nào. Mà Minh á. Mình sau này cái đồ mình ra nhà lên mình hôm lấy lại á, mình lơi bơi lại đó, rồi mình mượn lên như 120 gì đó mà mình còn thiếu lên 50 đó, còn ông kia còn thiếu dữ nữa, mười mấy 20.000 luôn á. Bây giờ thí dụ đi trồng vậy 5-6-7 tháng trời người ta làm gì, người ta phải đưa cho người ta dù trả ghẻ gì đi về cũng cho anh vài ngàn đồng bạc. Đúng rồi, 2-3 ngàn gì cũng mình nói vậy. Mình gặp bà mẹ nuôi mình á, mình nuôi mình từ nhỏ tới lớn đó. Mình ở đây trên đời này mình chỉ có hai cái mà mình phải cần làm, thứ nhất là mẹ mình, thứ hai là bà má ruột của mình, thứ hai là bà má nuôi của mình đó. Okay. Bà nuôi mình từ nhỏ tới lớn rồi. Đó là rồi, hai rồi, cái đó như vậy cái đợt đi chạy gà về được nhiêu? 300-400 gì đó. Ủa làm bao lâu tháng? 3 tuần hả? Ba tuần. Vé bài với ta cho được 300-400 đồng. 300 mà toàn như ừ. Mình nói nha, mình cũng người mình không có học nha. Ừ. Mà nhiều thì người ở mình, nhiều người mình dạ, mình có nhà có cửa, có tiền có bạc á, cái cách cư xử người ta còn thua mấy thằng ở Việt Nam chăn bò, chú biết không? Ừ. Nó ngu, nó mới chăn bò, không phải là chăn bò là nó ngu. Ừ. Chăn bò đi cái đời sống nó kiếm nó ăn thôi. Người chứ nào phải, cũng có công việc chứ không phải là làm cái nghề đó là ngu, nhưng mà không ai ngu hết trơn. Cái cách nói chuyện của mình người ta mà nói chuyện với mình nói không đàng hoàng là mình chửi liền á, mình giục đồ mình đi luôn á. Hồi đó mình làm phở đông tư á, ông mà nè, bây giờ nghe nói nè, khi có công việc, nhận công việc đi làm á, mình khó khăn lúc đầu mình phải chịu kiên nhẫn, cho dù người ta có lỡ lớn tiếng với mình cũng mình cần người dằn. Ta mình nhớ là mình cần không? Người ta mình phải
mình không phải anh cần ra. Mình gắng kiên nhẫn, lúc đó là mình sẽ vượt qua được. Lúc đó có thể mình tập cái đó là tập cái tánh kiên nhẫn đó, anh biết không? Biết làm cái gì mà. Ừ, mình tập cái tánh đó đó, chứ không phải là mình ngu, không phải mình nhịn người ta là mình ngu, không phải đâu. Anh đừng có bao giờ nghĩ là mình nhịn người ta là ngu, mà mình nhịn người ta cái đó là một cái là khôn đấy, nhất cái khôn nhất đó, chứ không phải là cái ngu. Mà mình đấu lại người ta một tiếng, cho một tiếng là cái đó mình mới là ngu đó. Rồi tại sao? Tại vì người ta trả tiền cho mình, người ta mướn mình là mình phải làm. Yeah. Chứ còn mình qua lại người ta là điều đó là không có đúng. Cho nên bây giờ nè, thì anyway, mấy thì lần trước có gói, giờ mới có đó, gì ăn có, đi đâu chút cho. Cái lúc đó đó coi như Hằng không có biết anh và Hằng không có giúp anh. Còn kể từ hôm nay nếu như Hằng giúp anh thì phải đi theo hướng của Hằng, hướng dẫn giúp các anh được một con đường tốt, chứ không phải là quan trọng là chịu làm. Đừng có nói là sao không có việc làm, hay là đừng nói sao không có chỗ ở. Hằng sẽ kiếm anh có chỗ ở và có việc làm. Mới biết sao, chưa biết sao bây giờ lần này là mới quay lên đây này là hai lần này là lần thứ hai lần. Anh quay ai? Hồi đó anh quay ai? Ai không, quay? Không biết cái con nhỏ nào đó, con bé đó, cái mình nó thấy mi, mà bữa đó mi mà không biết mặc đồ gì, mi đi xe đạp. Cái anh giống như mình đang chọc mình cua đó đó. Thì mình đi cua đó, trời ơi, cho anh nói chuyện vui quá. Rồi nói ok, em ơi, em làm gì đây? Em đừng đến tới chỗ này. Tại vì chỗ này là chỗ không có tốt để em tới đây. Phong cảnh như đâu có tốt đâu, dưới suối mà đâu có tốt được. Em không nên tới đây. Kêu, ủa anh là gì? Anh không lấy chứ làm gì? Anh thì mà không lấy. Rồi mới quay anh. Mới quay anh ngay chỗ cái khay xăng 76 á. Ngủ đâu, anh nghĩ cho ngủ ngay thùng rác, y chang ngủ thùng rác. Ê, chỗ mình ở chỗ nào xe ngủ, chỗ nào mình ngủ cũng được chứ. Chỗ cái xe ô với Hiển nó đậu lúc đó đúng không? Thằng Hiển, đúng rồi, mình chửi Hiển luôn á. Nó tới đuổi mình, cái chú đuổi ai? Mình ở đây là trước chú nè, mình ở đây là khay xăng này là trước chú nè. Mày tới mình ở đâu, chỗ khay xăng đó nó dơ giấy á. Không lấy được đó, mình cũng không lấy. Mình nói, ê, I home late, you home late, but you want to stay here, meet Linh, ok? Anh home late bao nhiêu năm rồi? On and off. On and off chứ không phải là always homeless. On and off chứ không phải là homeless. On and off là gì sao? Nhiều khi mình buồn, mình có chuyện đứng cả lên được cái vào té xuống. Hả? Thì đứng lên được xong mới té xuống. Đúng không? Đó là tại mình. Thì tại mình đó, anh chịu, anh tại, biết tại mình. Okay. Tại ai đâu. Mình không trách ai hết, trách cho bản thân của mình. Mình đừng có đổ thừa ai, cũng có chuyện gì người ta dòm ngó mình không khe. Đó, bây giờ là anh biết tại mình. Thì tại mình chứ không ai, ông ai chỉ xuống mình, không ai hứa gần như mình hết. Okay. Đó. Ok. Rồi, bây giờ đó về Hằng sẽ liên lạc với cái chỗ làm và Hằng kiếm cái phòng cho anh. Ok. Nhất định là anh phải nghe lời ha. Yeah. Đi làm ha. Và có chỗ ở đàng hoàng, đừng có đổ thừa tại sao là không, đừng có đổ thừa. Đừng có đổ thừa. Đừng có đổ nếu lâu dài. Bây giờ nếu mà anh làm không được là anh phải nói là tại anh. Tại mình chứ tại ai. Lên. Đúng rồi ha. Ok, rồi bây giờ nè, lại lấy đồ ăn đi. Bật cái xe lên lấy đi. Lấy cái bọc rồi lấy mì, lấy bánh, lấy gì trong đó có gì ăn lấy. Cái gớt gớt lượm lắm. Không có sẵn gì. Trời ơi, lúc nào con xe Hằng cũng có đồ ăn mà. Lấy bọc. Ủa, mì lấy, mì đói bụng bây giờ mì lấy ít thôi. Lấy thôi thì ý nói là gỡ bọc để lấy nè, okay. Bọc nè. Anh lấy cái thùng mì gớt dưới đất lên giùm Hằng. Rồi anh xé mì ra đi, rồi anh lấy bánh nè. Rồi anh lấy mấy cái gì ăn được đó. Nè. Lấy thùng mì gớt dưới đất lên. Xé thùng mì đó cũng được. Không ăn mì, thích ăn vặt. Không ăn mì, thích ăn vặt. Cái mì này mi ngày nào mi cũng ăn đồng rưỡi nhiều. Ok. Đó. Chú cho cái gì chứ hại mi thành cơm này chứ ăn mấy này mi ăn hoài à, chú biết. Nè nè, vậy muốn ăn cơm không? Dạ. Yeah. Bây giờ muốn ăn hả? Dạ cho mi ăn miếng cơm. Miếng cơm thì ở đây cơm đâu? Chạy ra đâu mua? Trong này có thiếu chai gì đồ ăn. Trong đó hả? Phở đồ cơm nữa. Hai với vợ chồng đó chỗ cô quê hương đó. Hai vợ chồng nó không tốt. Đi lại qua quê hương mua cơm máy đi ha. Nó qua quê hương nó ngày nào nó cũng cho mi ăn ấy. Ok, đi qua bánh mua. Rồi nè, bây giờ hả, anh gỡ anh lấy bánh, bọc bánh đi. Chứ mi để mi chú biết mi lấy về á, mi ngủ á. Để người ta cũng lấy hết hả? Lấy hết. Mà ta lấy thì cũng nhưng không mà mình ăn á. Mình ăn á, mình ăn á mà mình lấy vừa đủ mình ăn, mình đừng có ăn mà cứ nhục đồ ăn mà chú biết không? Ăn xong rồi bỏ nửa vô. Đúng rồi, tội chứ. Mi ăn á. Ok, thôi vậy anh lấy nè, anh lấy đi rồi anh để lên đi rồi Hằng dẫn anh qua quê hương mua cơm ăn. Ngày nào mi cũng ăn mì hai đứng sắp bên lấy mình xin tiền á. Ê, you hate me đỏ luôn, please. Cái nhiều người cho mi. Bây giờ đi xin vậy chi, mình còn khỏe mạnh vậy. Mình biết là như vậy chứ mình phải phân tích cho người ta. Ok, thôi lấy bánh trong đó đi. Mình phân tích cho người ta hiểu. Người ta không cần thiết, người ta không cho mình vô. Rồi dục thùng mì đồ lên, để đồ lên cho Hằng đàng hoàng. Okay. Trời chứ bữa chắc bữa nào mi đi mi giỏi đi theo phải không? Mi thay mi phụ vô hả? Đúng rồi, được chứ. Được không? Mi siêu mấy cái này lắm á. Đúng rồi, thì lên bờ đàng hoàng đi. Trong cái nhóm của Hằng dẫn đi vậy mà. Đi suối mà đâu đi suối đâu. Suối là mình đã lâu rồi, mình đâu suối đâu. Đó, bánh trong đó còn kìa, lấy bánh. Không, đâu, mình lấy vừa ăn thôi, hiểu không? Đừng có lấy nhiều quá. Thứ nhất cái hộp thả vô đó đi để gớt à. Chứ biết sao mà lấy nhiều quá rồi, giờ thứ nhất là mình mất, mình tức lắm.
ông cũng nói nhiều lắm đó ha. Nói nhiều chứ, nói nhiều để cho, nhưng mà một lần đầu mình nói nhiều nha, trở về đi mình không nói nữa. Nói lần đầu nói cho lần đã. Lần đầu là nó hết luôn á. Nếu gặp ai là nói cho đã lần. Làm nói tí xíu. Rồi, nói cho đã luôn, nói cho chị nói luôn. Lần sau là không có nói nữa. Lần sau là không có nói. Lần sau cái gì làm thinh rồi, nhìn không mà không nói. Không có nói. Bỏ tài mới trả. Rồi làm sao ông biết tôi mà ông lấy số phone tôi không gọi? Ồ cái đi về bên kia làm gà bên kia về gặp thằng Hiển. Okay. Hiển kêu gọi. Hiển kêu gọi đi, mình gọi như gọi có 2-3 lần rồi. 2-3 lần rồi chứ mình không gọi everyday. Gọi mà không có bắt phone. 2-3 lần có nói chuyện với mình một lần. Ê kêu vô là kiếm rồi. Ồ chứ nghe nói vô đi trồng cần. À, nghe vô nó đi làm gà bên nó xô về lại rồi. Công việc không quen. Thì chưa bao giờ gặp vô. Nghe chưa bao giờ. Thôi. Cả một năm mấy rồi bây giờ mình lần đầu rồi. Tiên nè. Lần đầu tiên. Nhưng mà cách đây hồi một tháng trước vô gọi mi. No. Vô gọi mi. Vô tên kiếm. Chạy tới cái gọi rồi lại không thấy. Cái vô nói vô bị paranoid quá vô sợ. Vô chứ ai? Khi nào vô có phải là đi xe van không? Đi xe van, đúng rồi. Ủa sao bữa đó vô đẹp quá, bữa nay vô xấu lại vậy? Bữa nay xấu quá. Ơi. Bữa nay xấu, bữa kia đẹp quá. Bữa kia nó đẹp lắm, bữa nay mặc đồ thấy nhìn dễ thương mà bữa này mặc đồ ấm chút thôi chứ không phải xấu. Ừ. Ấm là nhìn lạ. Coi như là bữa kia bữa đẹp. Kia là vô để cái tóc á, nhìn nó trời ơi sao vô đẹp quá vậy? Cho mình nhìn chút nha, vô cái thôi đừng có chợ giỡn mình nha. Rồi ông biết ông chồng của vô ông hiền quá vô biết không? Trời ơi vô dễ thương quá rồi. Trời ơi mình nói vô mình nói là ấm. Mình nói là em ơi sao em đẹp quá vậy em? Trời ơi em dễ thương quá à. Mới đứng mới nhìn vô hoài à. Ừ. Trời mới nhìn vô hoài nhìn mình nhìn không chớp mắt luôn à. Đâu biết tôi đâu biết anh tên kiếm hồi nào đâu. Trời ơi trời. Thôi lấy đồ lên đi. Anh thấy gái là kiểu này. Thấy gái là tít con mắt. Rồi hả? Không nhưng mà làm gì? Mình thích đó mình mới nhìn không phải ai mình cũng nhìn nghe mình ở đây không. Ừ. Người ta vô mình vô ghề mãi mình không vô. Ừ. Ừ. Mình cứ cúi đầu thôi. Mình nghĩ thôi mình không dòm á tại vì mình thân phận của mình không giống ai nhiều mình không giống dòm ai hết nhiều người ta đương nhiên mình ngồi cái người ta đưa cơm cho mình ăn nói em ok em ok ăn rồi nè rồi you want money yeah I love money rồi give me the $5 luôn you know rồi bữa đó mình dòm vô mình kêu ê chú cho mình dòm chút nghe trời ơi em đẹp quá em dễ thương quá dễ thương quá cưng mình nói câu cuối cùng á cái vô nhìn mi tôi mình muốn gặp lại vô lần nữa đó là bữa đó đâu đâu vô đâu tôi đâu nghe vô nói no, vô mình nói vô nói vô bị phe noi quá vô sợ no, chạy ô cái đó là ô cái đó là mình gặp mình chưa có bao giờ gặp qua chắc lại bữa đó ông phe noi mình chơi mình đang mình nói là mình sau là mình gọi lại mình vô nói nè vô gọi mi xong rồi mi tới cái nào vô nói ô vô phe noi vô sợ vô không dám gặp ok luôn cái lần sau vô gọi nữa mi ghét mi không gặp vô luôn đúng rồi nói để nói cho tiếp câu chuyện này vô chạy tới thì lúc đó mình đang hút nó mình không muốn gặp vô tại hút xong là mình không gặp vô sau rồi mình tỉnh đó mình tỉnh táo rồi mới gọi phone lúc đó thằng ghét quá rồi không gặp no listen mới gọi vô em mới nói ê thằng ơi mình xin lỗi nha tại vì mình đang hút á mình không muốn gặp vô nghe nói đang hút là tôi điên lên rồi làm rồi sao thì mà em thì mình cũng là respect you anyway vô công sức tới đây để vô muốn gặp mi để vô giúp cho mi nhưng mà em mình hút á mình nói là thôi mình tỉnh rồi đó cái mình nghĩ là ô mình có cái suy nghĩ riêng của mình thôi mình gọi cho vô á mình nói hai hàng ơi cho mình xin lỗi vô nha là mình không có tiếp vô được everybody looking ôi chú thốt với thế này nhé cho nên là mình không có đi tìm vô nữa cái đó là cái này mà hôm nay là cái duyên tình cờ tôi đi kiếm thằng Quân mà tôi gặp vô biết xong là bữa đó là ở bên vô chặt cái phone của cái bà nào bà đưa cái số phone cho mình rồi mình không có số phone của mình gọi mấy lần đi đó nhưng mà bà nào ở center mà bây giờ làm bếp ở đây có nhậu thì mình xin bà cứ mời bà ngủ á. Bà mới kêu kiếm hàng Cali. Bà nói ê vô kiếm hàng Cali giúp cho mà giúp đi mình biết con cái của bà nữa. Thì bà mới đưa số phone là mình giúp cho là dưới hậu thời anh Hiển á là tới giờ mình lần đầu tiên mình gặp vô đó. Chứ thì đúng rồi tôi cũng lần đầu tiên gặp vô. Cho nên á tôi nói là bữa kia tôi tới mà vô nói là vô paranoid rồi vô không muốn mình gặp. Nói là mình không phải là mình rồi nói lần sau vô gọi vô nói gọi đâu sau tích tắc khoảng là nửa tiếng sau á gọi lúc đó tôi điên rồi tôi nói không giúp ông nữa nói nửa tiếng sau á mình nói mình sai á mình nói ê Hằng ơi mình xin lỗi nha mình không có tiếp vô được thì mình đang hút á I'm so sorry I can't talk to you like I get high you know mean? Thì mình nói gì là mình xin lỗi thì mình cũng là respect you để cho you để cho bớt cái cân giận rồi, nhưng mà bây giờ tôi không có kiếm vô nữa nhưng mà hôm nay đây là cái duyên tình cờ gặp vô mình qua đây mình chặt cái phone với mình đói bụng đi qua đây tính được kiếm đồ ăn nè thật ra không phải đi kiếm vô đâu đi kiếm thằng Quân mình biết mình đâu mà bắt đầu thấy ông ấy cũng không biết ông là ông kiếm không thấy thằng Quân không vậy biết thằng Quân không vậy thì mới hỏi ông tên gì ông nói ông tên kiếm thì mình tới đây nè vô hỏi mình đó là mình từ từ cái gì này mình từ chờ mình chút đi từ mình bỏ chiếc xe xuống đó rồi mình tính đi chặt cái phone rồi vô cần gì vô hỏi rồi mình ai cũng mình cũng nói chuyện từ từ thì mình
tới đây you nói chuyện với mình là lần đầu tiên mình gặp đó là ừ. Cái cô nào hay làm trong bếp này nè, cho mình cứ mời ngủ cho nó lấy luôn, ăn cắp luôn. Ok thôi lấy đồ lẻ đi rồi tôi đi, ông muốn ăn cơm thì cho mua cơm, rồi ginh đồ để lên. Con có okay, gì lấy, muốn lấy, lấy. Ăn cái gì lấy đó. Có cà phê nữa đó, uống cái, không? Cái gì? Mì. Không có mì tô hả? Không có mì này đấy. Ngày nào vui cũng ăn, ngày nào biết không? Ngày nào 7 Eleven á, mì họ ê vô hết mì đỏ luôn. Đồ nó đưa 2-3 đồng vô mua đi mì mới ăn, ăn cái hồi niệm nóng. Bây giờ mình thích ăn mì tô không có thôi khỏi. Không có mì tô gì hết á. Rồi không lấy thì bưng thảy lên đi. Ngồi đâu? Thì cho mấy cà phê được không? Được, xé ra lấy. Mình là cái gì mình cũng mình, mặc dù đồ này vô cho của mình nhưng mà mình cứ tính mình là cái gì mình cũng xin. Đúng rồi, đúng rồi, cứ lấy đi. Rồi xé ra lấy đi. Lấy rồi khi buổi tối lạnh nó có pha uống. Vô 7-Eleven lấy nước. Yeah, the hot water 7-Eleven ra all the time. Tại vì bên kia 7-Eleven này ông kia ông cũng ê kiếm nói nghe nè. Này đồ ăn này các ăn không ăn người ta cho gì mình lấy vô. Cho cái gì mình lấy vô đó vô biết không? Rồi cái người ta bằng điệu người ta đổ đi đồ rác á. Đi đồ rác mình đi đồ rác mình nói ê anh ơi anh đi làm chị khác đi để ra để đàng hoàng vô. Từ từ. Chứ rồi anh ginh để lên đi thằng đại xe nói lại. Chị nhỏ nhẹ nha, đừng có la mình nha, mình ghét ai la mình thôi. Ê, không ê, làm được cũng la dữ lắm, thằng la lắm mà nha. Nếu nói vậy là xong à. Nói vậy anh ở với bà Linh không có la anh à. Anh ở nhà chị Linh, Linh không la. Linh khó chịu đúng không? Đó thì đó, nhưng phải la chứ. La. Mấy anh mà đừng nói không la là không có. Rồi, đại xác vô. Còn cũng bánh giống nhau vậy thôi. Vậy thôi đấy hả? Ừ, vậy thôi đó. Có hơn không đúng không? Có hơn không, thì đồ ăn mì, bánh, hem, hot dog rồi thôi chứ. Cao lương mỹ vị gì? Nè, ăn này không? Thôi, cái đó cái gì vậy? Cơm popcorn. Popcorn mà nhìn nó lạc quá rồi ăn. Trời ơi, tới không đói rồi hả? Ông ngồi, ông kiếm miếng cũng có rồi, ở đây chê. Tới hồi đói kiếm miếng bỏ vô chán bao tử cũng có ở đây chê. Thôi bên này vui cái gặp mới có hơn đúng không hả? Hơn không? Dạ. Yeah. Coi như cái duyên á. Vui cũng đẹp gái quá ha. Tôi đâu có đẹp gái gì đâu, đừng nhưng có đừng khen có mình đẹp gái. Thì mình khen vui chứ mình đâu khen đâu. Mình thích gì mình nói à. Mỹ mà rồi thôi gì? Lấy lẹ không có nhiều chuyện, hàng còn không quyệt để đi á. Mình đã nói dữ lắm rồi, mình nói dữ lắm thì sao mình không có nói. Cài okay, miếng nói đi rồi từ đây trở thì sao coi giờ coi nói như thế nào. Nhìn thôi chứ không nói nữa. Rồi lấy hùng mi bỏ lên đàng hoàng lại cho tôi. Ôm cần cái sắt kia thể giúp cho cái sắt có mười mấy đồng chua chua kia thay tốt á. Thì vô đó mình gạo quá mình thích mình không mua được. Thôi bây giờ hả? Lấy mì không? Đi làm thì lên bờ rồi lên đó lúc đó mới kiếm sắt gì đi. Cái giờ sắt sắt lớn vậy. Thay mì đi. Nóng không phải ăn. Bây giờ về để tôi kiếm chỗ cho lên bờ. Okay. Ok. Coi như lên bờ đó. Thank you, cảm ơn Du nhiều nha. Mà lên bờ là phải đi làm. Còn lên bờ không đi làm thì đi hôm đó tiếp. Vậy thôi. Là đã giúp rồi là đi làm chứ giúp không đi làm đâu chứ đừng giúp. Đúng rồi. Nóng quá nhưng mà đói, tối nó lạnh. Tối lạnh đói không có ăn. Rồi thôi lấy lẹ đây ông nội. Trời ơi. Lẹ đang đi, thằng còn tới giờ thằng có hẹn á. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Dạ, thằng busy lắm, không có rảnh đâu. Ok. Rồi, mình cảm ơn Du nhiều. Rồi bây giờ anh em muốn ăn cơm đúng không? Dạ, yeah, I want to. Vậy anh đi qua đó anh mua cơm ăn đúng không? Ok, mua cơm ăn nha. Yeah. Đừng nói là mua gì ha. Thôi, cho Vi bỏ cái này lên được không Vi? Thùng rác ở đâu đó? Đúng rồi, cái này thùng rác rồi, xin lỗi. Ừ, đó. Rồi, okay, để rồi bỏ coi để ở đâu, ngồi lấy dục cho thùng rác đi. Rồi, ok, sẽ qua đây. Này, đi mua cơm ăn đi, rồi đi... Đi đâu? Đi về chỗ ngủ đây. Nhưng mà bây giờ xin lỗi, ok, ông... lúc... Khi nào Du kiếm mình tới cái thùng rác cái chỗ... Không có kiếm, lấy số điện thoại. Ôi dạ. Thì số không hổm chứ ông cũng đổi nhiều số lắm mà tôi. Ồ, bị mất rồi. Ok, bây giờ á, ông phải muốn liên lạc á, phải giữ số. Ha, phải giữ số điện thoại. Rồi, đi đi ha. Vì cảm ơn nha, bye bye. Rồi, như vậy là ha, tới tôi gọi thì rồi. Kiếm chỗ ở có, kiếm việc làm có thì tôi phải gọi liên lạc được ở đâu. Dạ. Thì... và cho một cái cơ hội lên bờ và đi làm. Đây là coi như hồi trước cũng có chị Linh giúp Du rồi, nhưng mà anyway tôi không biết làm sao, nhưng mà bây giờ anh cần hàng giúp thì hàng giúp lại từ đầu. Nếu như anh làm không được đợt này nữa không có trách ai hết. Cơ hội không có nhiều đến với mình ha, đôi khi nó chỉ có một hai lần thôi thì ai cũng biết thì chị được đó. Ok, nếu biết là tốt rồi. Bây giờ đừng có phê pha gì nữa hết á. Phê gì tiền đâu phê, đói bụng thế mẹ ăn phê gì. Thôi đi ăn đi ha, có nhiều đó không ăn, gắng chịu đó. Rồi đi mua cơm ăn đi. Bye chung. Rồi bye bye. Trời ơi. Bó tay.